Thưa quý vị, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông luôn được ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng, đã thực hiện hiệu quả bằng nhiều hình thức. Trong đó có việc tổ chức phiên tòa giả định, phiên tòa lưu động trong các nhà trường. Đây được coi là hình thức giáo dục pháp luật trực quan, sinh động cho học sinh, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn trong trường học, tiến tới xây dựng trường học an toàn, thân thiện. Một phiên tòa giả định vừa được Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự thành phố phối hợp với Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Trinh, thành phố Vũng Tàu tổ chức với chủ đề gây rối trật tự công cộng. Tại phiên tòa giả định, gần 1.400 học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu được chứng kiến phiên xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố về vụ việc một nhóm thanh niên do mâu thuẫn đã tụ tập đánh nhau gây thương tích, xúc phạm nhau trên mạng xã hội. Vụ việc này đã từng xảy ra vào tháng 1 năm 2023. Tùy theo mức độ vi phạm, mỗi bị cáo bị phạt từ 16 tháng đến 2 năm tù giam. Dù là phiên tòa giả định, nhưng mọi diễn biến đều diễn ra sát với thực tế, giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định pháp luật liên quan. Lần đầu tiên mà em được chứng kiến một cái tòa án nó xảy ra như thế nào. Qua đây thì em có thể thấy được cái sự nghiêm minh của pháp luật và cũng là một lời cảnh báo cho tất cả chúng em để mà phải nghiêm túc chấp hành pháp luật. Em cũng đã thấy được rằng những cái hình phạt mà học sinh phải đối mặt cũng như là những cái hậu quả mà học sinh phải đối diện qua cái phiên tòa này. Qua cái phiên tòa này thì các em thấy được tính nghiêm minh của pháp luật, từ những việc đơn giản nếu chúng ta không giải quyết đúng theo pháp luật thì chúng ta sẽ bị xử lý theo pháp luật. Do đó cái tính răn đe cũng rất là cao trong khi thực hiện cái phiên tòa giả định này. Theo Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, trong năm 2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 38 vụ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Đáng lưu ý là số người tham gia mỗi vụ khá đông, chủ yếu trong độ tuổi từ 15 đến 30, trong đó có không ít học sinh. Hiện nay thì tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu ngày càng gia tăng, có chiều hướng phức tạp cả về tính chất cũng như mức độ hành vi phạm tội. Có những vụ án gây rối trật tự công cộng với lên tới 58 bị cáo. Thì và chủ yếu các bị cáo là bị cáo chưa thành niên với những cái mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từ đầu tháng 1 năm 2024 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Đội Cảnh sát thi hành án hình sự thành phố phối hợp với 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức các phiên tòa giả định xoay quanh các chủ đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục, gây rối trật tự công cộng nhằm tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh, từ đó góp phần giảm thiểu, tiến tới ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật. Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức thêm nhiều phiên tòa giả định khác tại các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.